Chào mọi người, ngày mai là Việt Nam vào chung kết lượt về rồi, cho nên là tôi đang làm mấy cái kèn cổ động cho mai cha con tôi sẽ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam vô địch nha. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái kèn, thổi rất là hay, rất là to, nhưng mà với những cái vật dụng tái chế, chúng ta sử dụng những cái lon tái chế thôi. Các bạn có thể là lấy bất kỳ cái lon nào tái chế, và chúng ta sẽ chọn chai. Các bạn nên chọn cái chai mà nó có cái kích thước lớn, ví dụ như là chai lít rưỡi rồi đó, nhưng mà tại vì tôi không có cho nên thôi tôi lấy cái chai này tôi làm luôn. Chai này thì nó cứng và chúng ta làm nó dễ đó. Thì các bạn sẽ chọn cái chai cho mình thì các bạn làm, nếu mà chai càng lớn thì cái âm thanh nó ra càng lớn, đó là nó được cộng hưởng đó các bạn. Như vậy dụng cụ của chúng ta nè, các bạn cần lon nhé, chai, rồi cái này để làm gì, mài dao à. Chúng ta tí nữa chúng ta mài cái lon này, lấy cái nắp ra. Đó, chúng ta là mài, chúng ta lấy cái nắp này ra đó, các bạn mài vô ha. Rồi chúng ta sẽ có kèo, kèo 502 thì chúng ta dán cái lon này vô cái chai cho nó khỏi bị cục ra. Nếu như mà cái lon này tí nữa mà chúng ta gắn vô mà nó vừa đó thì chúng ta khỏi cần đến cái kèo 502, nhưng mà nếu mà gắn vô mà nó không vừa thì chúng ta sẽ dùng đến kèo 502 để chúng ta dán vô cho nó chắc. Rồi băng keo này các bạn dùng băng keo điện cũng được đó, các bạn dùng băng keo điện nhé, để các bạn dán cái lon với lại cái chai cho nó dính lại với nhau. Và một cái không thể thiếu và rất quan trọng đó là cái bong bóng nha. Wow, bong bóng này là bong bóng mới đồng thời nha. Đó, bong bóng mới. Rồi, một cái kéo để cắt lon. Rồi, ok. Tôi sẽ mài cái lon này. Mài lon. Đây, tôi mài cho các bạn thấy thôi, lúc nãy tôi đã mài rồi. Đấy đã. Như vậy là chúng ta lấy cái nắp này ra, để cái nắp này nha, tí bỏ xuất phát. Và chúng ta sẽ canh cái lon này nè, bây giờ nó đến đâu. Các bạn cắt cái lon này làm sao đó mà cho cái miệng giữa của chai nè nó cao hơn cái miệng của cái lon này tí xíu, cao hơn nha, bằng là không được. Như vậy chúng ta thì tính nó đến đây, tí cái lon nó áp vô đến đây. Đó, vậy chúng ta cắt cửa ngay đây của cái lon là vừa ha. Chúng ta cắt ngay chữ này. Ok. Chúng ta sẽ dùng kéo cắt. Chúng ta sẽ cắt một lỗ trước đi. Ok. Đó, cái lon này nó mỏng nên chúng ta cắt rất là dễ, nhưng mà cũng dễ bị đứt tay nhé. Các bạn phải cẩn thận. Rồi, okay. Chúng ta sẽ thử xem là cái lon này nó vừa đến đâu thì chúng ta cắt tiếp. Cái lon này nó vừa với lại cái chai luôn rồi, thì tí nữa chúng ta dán luôn, chúng ta khỏi cần phải dùng cái kem. Rồi bây giờ các bạn cắt cho nó bằng lại nè, cắt cho nó bằng lại. Ok, như vậy là chúng ta cắt bằng rồi. Các bạn để đây tí bỏ cái chai nha. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là mài thêm cái phần này để tí nữa cái bong bóng nó khỏi bị bể. Rồi, ok, tốt rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa cái lon này vô đây. Rồi các bạn cho nó cao hơn cái miệng của cái
cái miệng của cái chai này nó cao hơn cái miệng của cái lon tí xíu này. Ok rồi, ok. Và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ đục một cái lỗ, ở ngay chỗ cái góc này đi. Đó, đục một cái lỗ ngay cái góc này. Và khi đục cái lỗ này đó thì nó rất là dễ bị đứt tay, cho nên là các bạn nên đưa vô một cái vật cứng ha. Phải đưa vô một cái vật cứng để các bạn đục. Đó. Rồi, ok. Các bạn dùng cái mũi kéo nhé. Rồi, tí nữa là chúng ta sẽ thổi vô này. Đục vừa thôi, các bạn đừng có đục to quá. Đó, vừa thôi ha. Đó, các bạn làm cho nó khỏi có bị xước nha. Chứ tí nữa nó xước miệng là chúng ta thổi không được đâu. Đó, một cái lỗ vừa như vậy. Rồi, ok. Và bây giờ là chúng ta sẽ đưa hai cái này vào và chúng ta dán lại. Các bạn dán lại dùng băng keo. Ok, các bạn định vị trước đi. Định vị cho cái lon này nó khỏi nó chạy rồi tí nữa chúng ta dán cũng dễ. Bởi vì cái lon nó rộng hơn cái chai, cho nên chúng ta sẽ khó dán. Cái này là băng keo điện đó các bạn. Băng keo điện này là tốt, cái này nó rất là chắc. Rồi, các bạn định vị cái lon vào. Cái lon này nó hơi rộng hơn cái chai đó, cho nên là chúng ta định vị vào trước. Rồi, ok. Rồi, các bạn nhớ là để cái chai nó phải cao hơn cái miệng chai nó phải cao hơn cái miệng lon nha, chứ nếu mà nó thấp hơn thì chúng ta thổi nó không có hay, thổi nó không không keo luôn á. Rồi bây giờ chúng ta dán lại. Dán sao cho nó kín nha, nó kín hơi để hơi nó không có ra đây. Nó chỉ tí nữa mình thổi á, thổi là hơi nó không có đi ra đường này. Đó, rồi ta sẽ cắt băng keo ở đây. Rồi, okay. Rồi nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo là chúng ta cắt cái đít chai này đi, để cho hơi nó thoát ra. Cắt đít chai này. Nha. Giống như cái kèn vậy các bạn. Đó. Các bạn cắt bỏ cái phần này cho nó đẹp. Rồi, chúng ta đã cắt xong. Và nhiệm vụ cuối cùng thì chúng ta có được một cái kèn. Các bạn dùng cái bong bóng nha. Các bạn dùng cái bong bóng, các bạn sẽ chùm lên đây. Chặt quá, tôi cắt cái bong bóng đi. Lấy cái phần lớn thôi. Hơi tiếc ha. Ok. Đây, tôi lấy cái phần này thôi, cho nó dễ. Cái phần miệng chặt quá. Wow. Rồi, ok. Chúng ta đã có xong rồi đấy. Nếu mà các bạn kỹ đó, các bạn lấy dây thun các bạn buộc ở đây. Buộc lại. Ok, rất là đẹp. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ test cái kèn này như thế nào. Và tôi sẽ dùng cái phần mềm để tôi test cái kèn nha.
Ok, các bạn có biết phần mềm này không? Bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn thấy là nó sẽ bao nhiêu decibel. Rồi, ok. Thử ha. Này. Bạn thấy chưa? Cái kèn này nó có hơi rất là mạnh. Lúc nãy là lên bao nhiêu decibel nhỉ? Rồi, bây giờ thử lại nha. Ok, như vậy là chúng ta đã làm xong một cái cây kèn cổ động chế độ Việt Nam vô địch rất là đơn giản. Chúng ta tốn có 1.000 đồng cho một cái bong bóng, rồi công của chúng ta làm thôi, những vật dụng này chúng ta tái chế được chưa? Rồi, cảm ơn ha.